Kính chào quý vị đã quay trở lại kênh Vạn Ngọc Nhân Sinh. Kính mời quý vị cùng lắng nghe Thượng Đế giảng chân lý. Phần 2. Những bài thuyết giảng được sắp theo thứ tự thời gian. Từ năm 1977 đến năm 1991, ấn bản này có bổ sung thêm lời nhắn nhủ năm 2005. Kim thân cha giảng về trần gian được ơn cứu rỗi của Thượng Đế năm 1981. Cha cho các con rõ, thường các con ngu muội quá đông, cho nên phải ban thêm hồng ân để dẫn dắt. Này các con, vì sự chứng quả của Đức Kim Thần, nên ban thêm hồng ân cho trần gian được hưởng, hậu được thêm đồng dần biết cha để lo về nguồn cội. Cha ân tứ cho trần gian có cơ hội tiến hóa, để thêm số đông dân về dự Long Hoa Đại Hội. Kỳ này là kỳ chót, không còn niệm tình dung thứ nữa. Vậy các con phải lo tu mà tiến hóa. Cha ban hồng ân, nhưng rồi cũng phải có giới hạn thôi con. Vậy các con phải lo tưởng nhớ cha mà về. Ban hồng ân nhưng các con phải chịu lo mà tiến. Cha kéo đi mà không đi thì rời đất. Cha hỗ trợ cho đi, nhưng phải chịu đi. Cha không thể đi giùm các con. Đừng ý lại vào hồng ân của cha rồi ù ly bê trễ. Các con quá nặng, cha kéo không nổi đâu con. Cha nói vậy để ráng mà lo. Huấn tự gửi các bạn tu ở hải ngoại năm 1981. Cha gửi đến các con ở hải ngoại niềm nhớ nhung thắm thiết của đại hồng cha. Các con phải vô vi ở hải ngoại, phần đông đều là đại nguyên căn, lập hạnh nguyện xuống thế để tiến hóa và kêu gọi huynh đệ trở về. Nhưng mãi đến nay trải bao kiếp mê trần, các con vẫn chưa tròn hạnh nguyện. Vậy phải dốc chí tu hành tinh tấn, ngày đêm nhớ về nguồn cội, lo tiến bước cho kịp chu kỳ tiến hóa của thiên địa. Bằng mọi giá, lần này các con phải tranh thủ để trở về với đại hồn cha. Cận ngày giờ rồi, con ơi, đừng để bị trễ. Đây là khóa thi cuối, nếu con nào để lỡ khóa này thì biết đến thổi nào cha mới gặp lại con. Các con ơi, giờ đây đại hồn cha đang gánh khổ nhục dưới trần qua Đức Kim Thân để cứu rỗi thêm số nguyên căn nặng nghiệp. Cha cam chịu nhục nhằn cay đắng dưới cõi trần ai, chỉ mong sao các con chịu đi, chịu tiến, về kịp ngày giờ, phục hồi nguyên vị. Cha yêu nhớ các con luôn và sẽ có lúc chuyển các con về hội ngộ cùng cha dưới cõi hồng trần khi thuận tiện. Tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý giá của mình để lắng nghe bài chia sẻ này. Hẹn gặp lại quý vị ở phần tiếp theo của Thượng Đế giảng chân lý. Vì đây là video khuyến thiện, nên quý vị tùy ý chia sẻ cho nhiều người cùng nghe. Xin kính chúc quý vị cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.